Hôm nay lại có một cái món chay thơm ngon, đậm đà mà Quỳnh Phương muốn giới thiệu đến quý vị đây. Quỳnh Phương xin mến chào tất cả quý vị nha. Đã quay trở lại với kênh Quỳnh Phương Món Ngon Tại Nhà. Kênh Quỳnh Phương thì chuyên chia sẻ các món chay ngon dễ làm hết quý vị. Bữa nay tiếp tục với một cái món từ nấm, nấm đông cô quý vị. Quỳnh Phương vừa làm xong nè. Ăn thì cũng rất là thơm ngon, đậm đà mà cũng bắt cơm nữa. Rồi làm như thế nào thì Quỳnh Phương mời quý vị cùng vào bếp để thực hiện với Quỳnh Phương nha. Trước tiên á thì Quỳnh Phương có đây là ba cái củ cải muối, anh ta muối rất là mặn luôn. Trước tiên là Quỳnh Phương sẽ đem đi gọt bỏ cái phần đầu với cái phần đuôi của cái củ cải muối này trước nè. Ta muối còn một lớp muối ở ngoài luôn, nó rất là mặn. Giờ mình sẽ xắt ra thành những cái miếng vừa ăn trước đi. Trước tiên thì Quỳnh Phương cắt làm hai, thì cũng có thể cắt làm tư luôn cũng được. Sau đó thì mình cắt nhỏ ra nha. Đó, cắt thành miếng nhỏ nhỏ vừa ăn vậy đó. Thì củ cải muối này ngoài cái loại mà nguyên một cái củ cải gì thì cũng có cái loại xắt sẵn. Thì tùy mình thích cái loại nào á thì mình dùng cái loại đó nha. Quỳnh Phương thì chọn cái loại nguyên củ về mình cắt. Có loại người ta cắt sẵn cũng được nữa. Nếu mình đem về mình cắt ra xong rồi mình chuẩn bị một cái thau nước muối pha loãng đó quý vị. Đặc biệt á thì Quỳnh Phương có chuẩn bị ở đây là một cái gỗ tre ha. Quỳnh Phương có chuẩn bị một cái gỗ tre để vô đây, ngâm vô đây. Gỗ tre rất là lợi hại đó. Quỳnh Phương sẽ lấy cái phần của cải muối này nè, mình cho vô ngâm với trong cái gỗ tre, có quậy miếng nước muối á để nó làm giảm bớt cái độ mặn của cái muối này, rất là hay nha. Đó, mình nhồi cho kỹ, nó nhồi kỹ kỹ vậy đó, rồi mình để đây ngâm. Quỳnh Phương sẽ ngâm trong cái gỗ tre này khoảng 30 phút nha. Giờ mình để cho mình ngâm đi. Tiếp theo là Quỳnh Phương chuẩn bị thêm, cái này là nấm đông cô khô khoảng 50 gram. Mình cũng để vô đây, mình ngâm luôn. À, được thì mình ngâm trong cái phần nước hơi ấm ấm á, thì nó sẽ tốt hơn. Rồi, giờ mình ngâm cho nó ngập nước hết nha. Trong lúc này á, thì Quỳnh Phương có chuẩn bị thêm 3 củ hành tím. Hành tím thì đập dập dập ra. Rồi, bây giờ Quỳnh Phương sẽ băm nó ra nha. Đập dẹp dẹp xong rồi mình sẽ băm cho nó nhuyễn để lát mình phi cho nó thơm đó quý vị. Rồi, để riêng qua một bên. Tiếp theo nữa thì Quỳnh Phương sẽ chuẩn bị thêm hành lá. Nhà mình không dùng hành lá thì bỏ qua giúp Quỳnh Phương. Cái phần gốc đó thì nó hơi cứng, mình đập cho nó dập dập ra. Sau đó thì cắt. Đó, cắt nhuyễn ra. Cắt càng nhuyễn càng tốt nha. Rồi, giờ mình để chung với cái phần hành tím. Cái phần lá, hành lá nè, thì mình sẽ cắt nhỏ ra. Hoặc là cắt khúc hơi dài dài một xíu cũng được. Thì tùy mình thích. Rồi, cắt như vậy là được rồi đó quý vị. Mình phân để chung vô cái dĩa này luôn. Tiếp theo thì Quỳnh Phương có chuẩn bị thêm một trái ớt. Ớt thì mình cũng cắt nhỏ. Sau đó thì băm ra. Bạn nào kỹ thì loại bỏ luôn cái phần hạt. Rồi, nó nhuyễn nhuyễn gì là được rồi đó quý vị. Còn quý vị nào mà không ăn cay nhiều thì có thể bớt ớt lại cũng được. Rồi, sau khoảng 30 phút thì mình sẽ xả lại với nhiều lần nước nha. Nó mình xả khoảng 2-3 lần nước vậy đó. Rồi mình ăn thử một miếng coi nó còn mặn không. Nếu mình xả nó khi nào mà thấy nó vừa miệng mình là được, nó hơi nhạt nhạt á, nó hết mặn nha. Nó rồi sau đó thì lấy ra để cho nó ráo nước. Nó mình để ngoài cho nó ráo nước một xíu. Giờ Quỳnh Phương cũng lấy cái phần nấm này ra luôn. Nói cái phần nấm này thì ngâm khoảng 30 phút thì Quỳnh Phương sẽ cắt bỏ cái phần cuống của nó nè, này cứng cứng nè,
với mình kiểm tra mình coi cái phần nấm là nó bị hư hay gì đó, hay là nó bị hỏng phần nào thì mình loại bỏ luôn, mình rửa cho nó sạch luôn. Đó, cái cuốn hơi dài nên mình Phương sẽ cắt. Rồi, nó cắt rửa cho nó sạch xong rồi mình cũng sẽ đem nó ra ngoài luôn. Rồi giờ mình phân vớt đem ra để ngoài cái rổ luôn. Nó để qua đây quang bên đi. Mình làm những cái công đoạn tiếp theo nha. Tiếp theo thì mình Phương đã bắt sẵn vào cái nồi nước rồi. Mình sẽ chần qua cái phần củ cải này thêm lần nữa, nó cũng giảm bớt cái độ mặn nó, quý vị. Đó, mình sẽ chần qua nước sôi khoảng 2 phút gì đó. Rồi, Phương sẽ vớt ra nha. Mình cũng sẽ vớt qua cái rổ để cho nó chảy nước bớt. Rồi, tiếp theo thì mình Phương sẽ cho vài cái cọng hành vô, gốc hành á. Khoảng 2-3 gốc rồi đó. Thì vô mình sẽ nấu cái phần nấm này thêm xíu nữa. Mình nấu gì nè, nó sẽ giúp khử bớt cái mùi của nấm á quý vị. Nó khử bớt cái mùi của nấm đông cô. Rồi, mình Phương sẽ nấu với lửa nhỏ nhỏ này đó. Khoảng 5-10 phút. Xong rồi mình cũng vớt ra, mình để cho nó ráo nước luôn. Giờ mới bắt cái chảo lên, cho khoảng hơn hơn muỗng canh vậy đó. Dầu ăn mình cho vào để mình phi cho nó thơm thơm lên. Rồi, giờ dầu nó đã sôi rồi, nóng nóng rồi. Cho hành tím với cái gốc hành với ớt vào phi. Cho vào mình phi cho nó hơi bốc mùi thơm thơm lên là được rồi. Tiếp theo rồi cho nấm vào. Rồi cho nấm đông cô vào mình xào cho nó thiệt là săn lại. Đảo qua đảo lại một xíu. Mình dùng đũa mình ấn nhẹ nhẹ xuống cái nấm nè. À, nó còn phần nước hồi nãy quý vị. Mình ấn nhẹ nhẹ đó. Đó, mình để cho nó săn lại một xíu cho cái nấm nó ngon. Rồi đó, sau đó thì tiếp tục thì cho củ cải muối vào luôn. Mình cho củ cải muối xong rồi mình cũng đảo đều nó khoảng 1-2 phút vậy đó, xào qua xào lại nó phủ đều hết một cái lớp dầu cho nó hơi béo béo ngon. Thì mình cũng xào nhanh thôi nha, nó khoảng 1-2 phút là được rồi quý vị. Rồi giờ mình mới chuẩn bị mấy cái gia vị để mình nêm, thì tùy khẩu vị mình có thể gia giảm một xíu để cho nó phù hợp nha quý vị. Thì Quỳnh Phương thì trước tiên thì Quỳnh Phương sẽ nêm khoảng 1 muỗng rưỡi hạt em chai trừ nấm nè. Tiếp theo là khoảng 1 muỗng nước mắm chay. Tiếp theo nữa thì quý vị chuẩn bị khoảng 1 muỗng đường nha, lưng lưng vậy đó, thì mình ăn ngọt ít ngọt nhiều thì mình gia giảm một xíu. Rồi đảo qua đảo lại một cái đi cho gia vị nó thấm vô cái phần củ cải với nấm nè. Còn bạn nào mà thích ăn cay cay mà cái nước hơi sần sệt nhẹ thì cho thêm ớt vô, như là tương ớt á. Bình Phương thì cho khoảng 2 muỗng á, mình không thích thì mình cho ít thôi cũng được. Rồi cho tương ớt vô xong có cái màu đẹp lắm nha. Đảo qua đảo lại, chọn loại tương ớt cay hay hơi đó, đừng chọn loại mà nó cay quá. Rồi tiếp theo là cho khoảng thêm 2 muỗng nước vô nữa. Nó mình xào thêm khoảng vài phút nữa là được rồi đó. Cái màu giờ nó rất là hấp dẫn nè quý vị.
Rồi cuối cùng là Quỳnh Phương sẽ cho hành lá, cho ít hành lá lên, đảo đều. Sau đó thì chuẩn bị thêm một xíu tiêu xay á, mình cho lên. Hoặc là lát khi mà đem ra dĩa mình cho tiêu xay lên cũng được. Rồi, giờ Quỳnh Phương đem ra dĩa ha. Trang trí lên trên xíu ớt, xíu ngò gí, nhìn cho nó bắt mắt. Rồi Quỳnh Phương chúc quý vị ngon miệng nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Quỳnh Phương Món Ngon Tại Nhà.